duy trì các chủng tử, và không trở thành đoạn diệt. Thức thể thứ 8 luôn luôn có nhưng thay đổi tên gọi tùy theo sự thay đổi tính chất. Khái quát có hai địa vị nhiễm và tịnh rõ rệt. Ở địa vị nhiễm tức địa vị hữu lậu thì gọi là A la gia hoặc dị thuộc, nó tương ưng với năm tâm sở biến hành. Ở địa vị tịnh tức địa vị vô lậu, đã chuyển thành trí, thì gọi là vô cấu thức, cũng gọi là bạch tịnh thức, nó tương ưng với 21 tâm sở là năm biến hành, năm biệt cảnh và 11 thiện. Còn các tên tâm, Adana, Sở Tri Y, Chủng Tử Thức Thứ Tám thì cả các địa vị nhiễm tịnh đều có, và chỉ tương ưng với năm tâm sở biến hành. 22. Đoạn này lấy thánh giáo để chứng minh ngoài 7 chuyển thức, có thức thứ tám. Một là dẫn kinh giáo để chứng minh, gồm có ba kinh đại thừa và 4 kinh ni cầy A hàm thuộc các bộ phát hành trì. A. À, kinh đại thừa A tỳ Đạt Ma có hai bài kệ, một bài bắt đầu câu vô thủy thời lai giới. Đến cấp niết bàn chứng đắc một bài bắt đầu câu, do nhiếp tàn chư pháp. Đến, thắng giả ngã khai thị. B, kinh giải thâm mật một bài kệ bắt đầu câu. A đà na thức thậm thậm thâm tế. Đến, khủng bỉ phân biệt chấp vì ngã. C, kinh nhập lăng và một bài kệ bắt đầu câu, như hải ngộ phong duyên. Đến, hiện tiền tác dụng chuyển. Tiếp đó là dẫn lời bốn kinh thuộc các bộ phái hành trì. A, à, trong kinh A cấp ma, A hàm. Thuộc đại chúng bộ có mật ý nói, thức căn bản. Nên biết thức căn bản đây là chỉ cho thức thứ 8 này, chứ không thể chỉ cho thức nào hay pháp nào khác được. B. Kinh và phân biệt luận giả thuộc thượng tọa bộ cũng mật ý nói đến tên, hữu phần thức. Nên biết cũng để chỉ thức thứ 8 này chứ không thức nào khác, hay pháp nào khác. C. Trong kinh thuộc hóa địa bộ cũng mật ý nói đến tên, cùng sanh tử quẩn. Nên biết cũng chỉ thức thứ tám mới đi đến tận cùng ngàn mé sanh tử, tức bắt đầu niết bàn giải thoát chứ không thức nào được như vậy. D. Kinh Tăng Nhất thuộc Nhất Thiết Hữu Bộ cũng mật ý nói đến tên A Lại Gia. Nên biết chỉ thức thứ 8 có tên ấy, chứ không thức nào có được. Hai là dẫn lý nghĩa đã được nói trong kinh để làm chứng có A Lại Gia, có 10 lý. A. Kinh nói đến tâm tập khởi. B. Kinh nói đến tâm dị thuộc. C. Kinh nói đến chủ thể của ba cõi, năm thú, bốn loài sanh. D kinh nói đến có thức chấp giữ và lãnh thọ thân căn. D kinh nói đến thọ, noãn, thức. E kinh nói đến tâm trong khi sanh và trong khi chết. D kinh nói hành duyên thức, thức duyên danh sắc. H kinh nói đến bốn cách ăn trong đó có thức thuộc. Y kinh nói việc tận định vẫn có thức. K. kinh nói đến tâm thanh tịnh, tâm tạp nhiễm. Nếu không có thức thứ 8 để giải thích cho chữ tâm chữ thức và các việc nói trong kinh như trên, thì không biết lấy gì để giải thích thích đáng các nghĩa trong lời kinh đó. Trên vừa nói trong 12 nhân duyên có thức duyên danh sắc, danh sắc duyên thức, hành duyên thức, thức đây là thức nào? Nếu nói thức đây là chuyển thức thì không được, vì chuyển thức có sanh diệt gián đoạn không thể thọ huân trì chủng tử. Hành là hành động, nghiệp, thức đây là dị thuộc quả thức. Thức thứ tám do hành động huân tập thành chủng tử nghiệp lực làm chuyển biến thức thứ tám thành dị thuộc thức. Dị thuộc thức hình thành là do hành. Vậy nếu không có thức thứ 8 duy trì chủng tử nghiệp của hành huân tập thì chủng tử đó tiêu tan, lấy gì mà làm duyên sanh danh sắc? Vậy chính chủng tử thức dị thuộc và chủng nghiệp do hành huân tập thành, chung lại gọi là thức chi. Và chính chi này làm duyên cho danh sắc. Còn nếu nói hành duyên thức mà thức là thức kiếp sanh ô nhiễm thì cũng không được. Thức kiếp sanh ô nhiễm là thức trong tham ái, tật đố trong lúc đi tìm duyên cha mẹ để thọ sanh nó là ái, tắn, thuộc phiền não, chứ không thuộc nghiệp. Vậy nói hành duyên thức là thức kiếp sanh ô nhiễm cũng không được. Nếu hành làm duyên danh sắc thì cũng không được, vì hành và danh sắc gián cách nhau đâu có thể làm duyên được, vì hành và danh sắc gián cách đâu có thể làm duyên được. Và nếu hành làm duyên danh sắc được thì mất hết thứ tự 12 nhân duyên. Luận Du già Sư Địa Ghi Hỏi vì sao vô minh duyên hành, hành duyên danh sắc vân vân, có thứ lớp như vậy? đáp, vì kẻ ngu trước hết là ngu đối với điều đáng phải hiểu đúng, hiểu rõ, vô minh, từ đó phát sanh hành động tà ác, hành, do hành động tà ác làm cho tâm điên đảo, thức do tâm điên đảo nên kiết sanh tương tục, danh sắc bào thai, do kiết sanh tương tục nên các căn đầy đủ, lục, nhập, xúc, do các căn đầy đủ nên thọ dụng cảnh, thọ, do thọ dụng cảnh nên đắm trước, hy cầu, ái, do hy cầu nên tìm cầu, phiền não lớn mạnh, thủ. Do phiền não lớn mạnh phát khởi nghiệp đáng ưa không đáng ưa đời sau hữu do nghiệp lực lớn mạnh nên sanh quả khổ trong năm thú sanh, khổ quả đã sanh nên có già chết, lão tử, nội thân già chết khổ, ngoại cảnh biến đổi sanh ưu sầu nhiệt não khổ, thanh đại khổ tụ như thế hành đã không thể vượt bỏ thức để trực tiếp làm duyên cho danh sắc, thì các chi sau cũng thế, không thể bỏ băng thứ lớp mà làm duyên cho chi khác được. lại chúng sanh có khi hữu lậu ô nhiễm, có khi vô lậu thanh tịnh khi ở địa vị hữu lậu phải có thức thứ 8 thì mới thành hành làm duyên. Tức thì khi ở địa vị thanh tịnh cũng phải có thức thứ 8 duy trì chủng tử vô lậu mới thành thanh tịnh các bậc thánh được. Nếu không có thức thứ 8 thì không có gì duy trì chủng tử vô lậu, mà không có chủng tử vô lậu thì không thể tu nhân giải thoát, chứng quả niết bàn. Không thể nói chủng tử hữu lậu sanh ra chủng tử đạo vô lậu xuất thế được. Pháp thanh tịnh tức pháp tu chứng của ba hiền mười thánh. Có ba thứ khác nhau, một là đạo thế gian tức chỉ các pháp tu tập trước khi lên thập địa hai là đạo xuất thế gian tức các pháp tu tập ở thập địa ba là đoạn quả kết quả dứt trường mê hoặc do tu hai đạo trên nếu không có thức thứ tám duy trì chủng tử đạo thế gian chủng tử đạo xuất thế gian thì tu gì mất nấy không có chủng tử tức không có nhân không có nhân thì không sanh quả không giải thoát khỏi mê lầm khổ đau như khi đang tu đạo thế gian về tứ thiền tứ không lại tu quán vô ngã khi nhập quán vô ngã đó là tu đạo xuất thế gian khi xuất quán vô ngã trở lại tứ thiền tứ không thì đó là trở lại đạo thế gian không thể nói từ đạo thế gian sanh ra đạo thế gian được đem tâm còn hữu ngã thế gian mà nghe chánh pháp huân tập thành chủng tử vô lậu xuất thế gian thì đó là huân trưởng chứ không phải huân sanh vì tâm hữu lậu nghe pháp chỉ giúp cho chủng tử vô lậu sẵn có được lớn mạnh để đoạn hết phiền não mà được giải thoát chứ không phải nó làm sanh ra chủng tử vô lậu ngược lại cũng vậy 23. Thức tư lương năng biến thứ hai được định nghĩa trong 12 câu tụng, từ câu thức năng biến thứ hai đến câu xuất thế dạo, không còn. Gồm có 11. A. Thích tên. B. Sở y, tức nương kia chuyển. C. Sở duyên, túc trở lại duyên kia. D. Thể tánh, tức tư lương làm tánh. D. Hành tướng, tức thẩm tự tư lương. E. Nhiễm câu, tức bốn phiền não. D. Dư tương ưng, tức xúc thác thảy. H. Tam tánh, tức hữu phú vô ký. Y. Giới hệ, tướng sanh theo A lại gia. K. Phục đoạn, tức hai câu tụng chót. Luận văn lần lượt giải thích 11 đó. 24. Đoạn này giải thích danh từ ý, mạc na. Ý có nghĩa là hằng thường thẩm xét tư lương nên gọi là ý, nó khác với ý thức ở chỗ, thức này gọi là mạc na hay ý thức, là đặt tên theo lối trì nghiệp tức căn cứ đức tính khả năng mà đặt tên, do tánh thẩm xét tư lượng của nó mà gọi nó là ý thức. Nghĩa là thức tức ý, giống như tạng thức, là đặt tên theo lối trì nghiệp. Thức có khả năng chứa nhóm gọi là tạng. Tạng tức thức, nên gọi là tạng thức. Lấy đức tính của chính nó mà đặt tên cho nó, chứ không phải dựa vào cái không để đặt tên. Như nhãn thức là dựa nhãn căn mà đặt tên nhãn thức. Đây là cách đặt tên theo lối y chủ. 25 đoạn này giải thích chữ nương kia chuyển của bài tụng. Kia là chỉ cho thức thứ 8. Có hai ý kiến, một là mạc na chỉ nương chủng tử của nó trong thức thứ 8 mà khởi lên. Hai là mạc na nương cả chủng tử của nó trong thức thứ 8 và đồng thời nương cả hiện thức thứ 8 mà khởi lên. Ý thứ hai đúng hơn. Vì mạc na là thức có chuyển dịch, khi có thánh đạo khởi lên thì nó chuyển nhiễm thành tịnh. Nhưng mạc na cũng như tâm, tâm sở khác đều có ba chỗ nương, một là nhân duyên y tức chủng tử y hai là tăng thượng duyên y tức câu hữu y ba là đẳng vô dáng duyên y tức khai đạo y trước hết nói về chủng y có hai ý kiến một ý kiến cho rằng chủng tử và hậu quả không đồng thời chủng tử diệt rồi thì hiện quả mới sanh như hạt giống diệt mới có mầm sanh ý kiến thứ hai cho chủng tử và hiện quả đồng thời giống như ngọn lửa và tim đèn đồng thời tức là tim đèn sanh ngọn lửa ngọn lửa đốt cháy tim đèn Tim đèn xanh ngọn lửa là thí dụ chủng tử xanh hiện hành, lửa đốt cháy tim đèn là thí dụ hiện hành huân chủng tử. Nếu tim đèn giờ trước trong đến tim đèn giờ sau là thí dụ chủng tử dẫn chủng tử, ngọn lửa giờ trước trong đến ngọn lửa giờ sau là thí dụ hiện hành dẫn hiện hành. Trong đó chủng dẫn chủng thuộc nhân duyên y, nhưng không đồng thời, còn chủng sanh hiện, hiện huân chủng tử cũng thuộc nhân duyên y, nhưng là đồng thời, chỉ có hiện dẫn hiện là thuộc đẳng vô gián duyên y, và không đồng thời. Thứ đến là câu hữu y, có bốn ý kiến khác nhau, nhưng ý kiến thứ tư là đúng nhất. Cuối cùng là khai đạo y, có ba ý kiến. Ý kiến thứ nhất cho rằng năm thức trước vì bị gián đoạn nên không thể tự làm khai đạo y cho mình, phải nhờ thức thứ sáu làm khai đạo y. Ý kiến thứ hai cho rằng chư Phật khi được tự tại rồi năm thức hổ dụng vẫn làm khai đạo y cho nhau được, vì nơi Phật luôn luôn có tâm nhậm vận quyết định, chứ không có tâm tầm cầu như các chúng sanh khác nên biết khi tâm duyên đến sự vật có năm hành tướng trạng thái là a xuất nhĩ tâm khi gặp cảnh vụt khởi lên b tâm cầu tâm tìm cầu đạt đến cảnh đó c quyết định tâm thậm chí cảnh đó rõ ràng quyết định d nhiễm tịnh tâm đối với cảnh đó hoặc ưa hoặc chán sanh tâm nhiễm tịnh d đẳng lưu tâm niệm niệm duyên cảnh đó trước sau liên tục năm thức trước chỉ có bốn trừ tâm tầm cầu vì năm thức trước chỉ có tự tánh phân biệt chứ không có tùy niệm và kế đạt phân biệt thức thứ sáu thì đủ cả năm tâm thức thứ bảy chỉ có ba tâm là quyết định nhiễm tịnh đẳng lưu vì thức thứ bảy thường duyên cảnh hiện tại nên không có tâm xuất nhĩ và tâm cầu thức thứ tám thì có ba tướng là xuất nhĩ quyết định đẳng lưu xuất nhĩ đây là chỉ thức thứ tám khi mới thọ sanh ý kiến thứ ba mới là đúng như trong luận nói rõ Hai ý kiến đầu là của Nang Đà và An Huệ, cho tám thức trong nhau đắp đổi làm khai đạo y cho nhau, còn ý kiến thứ ba là của Hộ Pháp cho rằng tám thức, mỗi tự loại niệm trước làm khai đạo y cho niệm sau. 26. Đoạn này nói về cảnh sở duyên của Mạc Na. Cảnh sở duyên của Mạc Na chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn chưa chuyển y và giai đoạn đã chuyển y. Giai đoạn chưa chuyển y có bốn ý kiến. A. À, Nang đã chủ trương Mạc Na duyên tâm vương, tâm sở thức thứ 8 làm cảnh. B. Hỏa biện chủ Trương mạc na duyên kiến phần, tướng phần tâm vương thức thứ 8 làm cảnh. Duyên kiến phần chấp làm ngã, duyên tướng chấp làm ngã sở. C. An huệ chủ trương mạc na duyên hiện hành và chủng tử thức thứ 8 làm cảnh. Duyên hiện hành chấp làm ngã, duyên chủng tử chấp làm ngã sở. D. Hộ pháp chủ trương mạc na chỉ duyên hiện hành kiến phần thức thứ 8 làm cảnh và chấp làm ngã ngã và ngã sở không phải chỉ có hai cảnh riêng biệt không thể lìa ngã có ngã sở mà chỉ có một ngã kiến diễn dịch ra ngã và ngã sở chứ không phải hai thứ riêng biệt nhau mặt na duyên thức thứ tám chấp làm ngã rồi lại chấp đó là ngã của ta ngã của ngã mà thành ngã sở thôi giai đoạn đã chuyển y mặt na chuyển thành bình đẳng tánh trí chứng được mười tánh bình đẳng thì không chỉ duyên tạng thức mà cùng duyên chân như và hết thảy pháp Nhờ biết rõ tri giải của Bồ Tát thập địa sai khác như thế nào, mà khởi hiện thân hiện độ tha thọ dụng để thuyết pháp giáo hóa. Đó gọi là Như Lai hiện khởi tha thọ dụng, thập Bồ Tát sở bị cơ. Kinh Phật địa nói 10 thứ bình đẳng tánh như sau. A, các tướng tăng thượng hỷ lạc bình đẳng. B, hết thảy lãnh thọ duyên khởi bình đẳng. C, xa lì dị tướng phi tướng bình đẳng. D, đại từ hoàng tế bình đẳng. D. Đại từ không chờ đợi bình đẳng E. Thì hiện theo sở lạc của hữu tình bình đẳng D. Nói ngã ái của hữu tình bình đẳng H. Thế gian đồng một vị tịch tịnh bình đẳng I. Pháp khổ lạc của thế gian nhất vị bình đẳng K. Tu trọng vô lượng công đức trốt tráo bình đẳng Mạc Na từ thức để bắt sanh lại duyên thức để bắt giống như thức niệm trước sanh lại duyên thức niệm trước Như vậy khi Mạc Na lấy thức thứ 8 làm chỗ nương, đó là tăng thượng duyên, khi lấy thức thứ 8 làm cảnh sở duyên, đó là sở duyên duyên. Mạc Na lấy tư lương làm tự tánh và hành tướng của mình. 27. Mạc Na thường tương ưng với bốn thứ tâm sở là ngã si, ngã kiến, ngã mạng, ngã ái. Do Mạc Na có bốn thứ phiền não quá tội lỗi này, nên dù có tu sáu độ hạnh như bố thí, trì giới vân vân, vẫn không vong tướng, vẫn thành hữu lậu, cho nên gọi là tạp nhiễm. Nếu muốn giải thoát, trước phải siêng năng quản lý vô ngã trừ hết bệnh vọng chấp mới giải thoát được. Song bệnh chấp ngã của thức mạc na thuộc loại câu sanh rất vi tế, rất khó diệt trừ. Tự nó không thể quán vô ngã, phải nhờ ý thức thứ sáu có tâm sở chánh tuệ tương ưng mối quán sát đứng đắn lý vô ngã, huân tập chủng tử kiến giải vô ngã vào tạng thức, tô bồi cho chủng tử vô lậu vô ngã vốn có, được phát triển mạnh lên cho đến khi thành thục, có thật trí vô lậu hiện tiền, rồi dùng trí ấy nhiều lần tu quán sau đó mới có thể dứt sạch bốn thứ phiền não ấy tại sao mạc na không tự quán vô ngã mà phải nhờ ý thức quán vì khi đang mê nghĩa là khi chưa chuyển y mạc na mê lầm rất trầm trọng không tự đứng dậy được và lại chính ý thức tuy bị mạc na lây nhiễm những ý thức có tiếp xúc bên ngoài và trở lại bồi dưỡng mạc na nếu nó bồi dưỡng những điều ô nhiễm thì ngã chấp của mạc na càng sâu đậm bền chắc thêm còn nếu nó nghe được giáo lý vô ngã rồi quán vô ngã thì mạc na mất sự bồi dưỡng ngã trái lại làm cho ngã chấp của mạc na biến dần đi cho đến khi tiêu mất, để chuyển thành trí bình đẳng tánh, bây giới nó lại luôn luôn tương ưng với 21 tâm sở như A Lại Gia. Ngoài bốn phiền não này, mạc na còn tương ưng với phiền não nào nữa không? Đối việc này có năm ý kiến. A. chủ trương nó không còn tương ưng với tâm sở nào nữa hết. B. Chủ trương nó tương ưng với 15 tâm sở. Tức là bốn căn bản phiền não, năm biến hành, thêm năm tùy phiền não là hôn trầm, trạo cử, bất tính, giải đãi, phóng dật và biệt cảnh tuệ. C. Chủ trương nó tương ưng với 19 tâm sở, tức 15 thứ trên cộng thêm niệm, định, tuệ và hôn trầm. D. Chủ trương nó tương ưng với 24 tâm sở, tức là 4 căn bản phiền não, 5 biến hành, 10 tùy phiền não, cộng thêm 5 biệt cảnh. D. Hộ pháp chủ trương nó tương ưng với 18 tâm sở tức là bốn căn bản phiền não, năm biến hành, tám đại tùy phiền não, thêm biệt cảnh tuệ. 28. Đoạn này giải thích mạc na tương ưng với thọ nào? Có ý kiến cho nó tương ưng xả thọ, có ý kiến cho nó tương ưng với bốn thọ ưu, lạc, hỷ, xả. Nhưng đúng nhất là ý kiến cho nó chỉ tương ưng với xã thọ. Mạc Na cũng như tạng thức khi đã chuyển y rồi thì tương ưng với 21 tâm sở là năm biến hành, năm biệt cảnh, 11 thiện và xã thọ. Còn tánh của Mạc Na khi chưa chuyển y là hữu phú vô ký mà khi đã chuyển y thì chỉ là thiện tánh. Khi chưa chuyển y thì tùy thức A lại gia sanh cõi địa nào, nó đều hệ thuộc theo mà chấp ngã theo cõi ấy, địa ấy. Khi đã chuyển y thì tự tại không còn hệ thuộc. 29. Đoạn này nói đến địa vị khắc phục và dứt trừ Mạc Na có hai.